Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 20 tháng 7 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Thì là mai bắt đầu là của tháng 1 tháng 6 của âm lịch, thì là một tháng mới. Thì mình chúc các bạn xem video mình và đăng ký kênh và ủng hộ xong sản phẩm mình suốt thời gian qua ấy. Thì là một tháng mới thì công việc thì luôn luôn thuận lợi và nói chung là các bạn luôn luôn ủng hộ sản phẩm bên mình nhé. Thì hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành lý cho bạn. Thì các bạn ưng là sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip, đầu clip thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn mình sản phẩm đầu tiên. Hôm nay Note 8 thì hôm nay bên mình về được 5 cây nhé. Buổi tối ngày hôm nay bên mình thì về được 5 cây. Hôm qua mình về 15 cây thôi. Nhưng mà lượng khách đặt quá nhiều, đâm là mình cũng thanh lý hết rồi. Thì hôm nay mình còn gì nhỉ? 5 cây này mình sẽ thanh lý coi như là học sinh tiểu học nhất cho bạn, thì mai đầu tháng thôi mà thì mình sẽ bán với giá bán cho bạn giá ưu đãi nhất. Thì các bạn ưng sản phẩm nào bên mình và mình báo luôn tình trạng cho các bạn luôn. Các bạn ưng sản phẩm mình, các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình nhá. Và đây là số này mình dùng Zalo luôn. Nếu mà mình Zalo mà mình chưa là chỉ kịp ấy, thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Đây số này thì mình hay cầm theo người và số này thì mình hay để cửa hàng. Trong giờ hành chính các bạn gọi số nào cũng được nhá. Đây địa chỉ cửa hàng của mình. Đấy, các bạn nào gần có thể lao trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để xem và trải nghiệm máy nhé. Hôm qua mình về rất nhiều thì hôm nay mình lại về được tiếp tục 5 cây thôi. Thì hàng này từ giờ này thì hôm nay thì nó cũng hơi khan một chút nhé. Đấy. Lót 8 thứ nhất là cái thích đầu tiên của nó ấy, thì là các bạn màn đang hình đổi đen thui này, các bạn chỉ gõ vào đây cái. Đấy, là các bạn biết ngày giờ pin, phần trăm pin các kiểu rất là sướng nhé. Đấy. Cái thứ nhất là sản phẩm Lót 8 như thế nhá. Và thứ hai của nó ấy, mình giới thiệu sơ cua qua. Thì bộ nhớ trong con này thì là tùy theo nhé. Con này là sẽ RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là sẽ có bản là 64GB và 256GB. Màn hình con này thì là màn hình là gì nhỉ? Màn hình con Note 8 này thì là màn hình là gì nhỉ? Đây. Màn hình con này thì là màn hình là 6,3 inch. Màn hình là tràn viền nhé các bạn nhé. Đấy. Màn hình là 6,3 inch tràn viền. Note 8 các bạn không dùng, các bạn dùng máy gì? Quá là sướng rồi, bây giờ rất là rẻ rồi. Đấy. Màn hình thì là 6,3 inch. Độ phân giải của màn hình của nó là độ phân giải của nó màn hình là 2K nhá. Chip con này chip Exynos 8895 nhá, 8 nhân nhá, 64 bit nhá. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này sẽ là có bản một nó sẽ có bản là 256GB và bản 64GB. Bình thường thì con nào bản 256 thì mình sẽ báo luôn cho các bạn nhá. Đấy, con này thì là hệ điều hành nó lên Android lúc nào cao nhất, mới nhất nên các bạn yên tâm ạ. Đấy, lúc nào phần mềm của nó lúc nào toàn 9 chấm với 10 chấm nhá. Đấy, toàn Android 9 chấm 10 chấm. Nên là các bạn yên tâm nhá, Note 8. Thì tại sao những sản phẩm Note 8 này các bạn mình khuyên thời điểm này các bạn nên mua sản phẩm Note 8? Tại vì lúc mà thời điểm nó mới ra ấy, nó gần 30 triệu cơ, là ngang đắt bằng một con xe máy lít bây giờ. Thì các bạn có thể lựa chọn những con này các bạn dùng rất là ok này. Note 8 dùng ok lắm. Nói chung là bây giờ mình bán cho bạn nhiều shop đang bán với giá là hơn 5 triệu đến 6 triệu đồng. Nhưng mà bên mình chỉ bán với giá là hơn 3 triệu đến hơn 4 triệu thôi. Nên các bạn yên tâm về giá cả và chất lượng máy nhé. Những sản phẩm Samsung Note 8 này tất cả mình đều là máy Hàn Quốc. Tại vì bên Hàn Quốc thì họ không hay sửa máy. Họ bên này dùng chán là họ bỏ hoặc là họ thanh lý thôi. Chứ họ không bán máy, không sửa hay là dựng lại như ở Việt Nam mình. Đấy. Nên là mình nhập nguyên chiếc về Hàn Quốc về. Nên các bạn yên tâm, thứ nhất về min men mỏng nào, màn hình các kiểu nhé, ok nhé. Dùng sướng lắm, tại vì máy Hàn dùng sướng lắm. Đấy, nó giống cho máy Hàn các bạn dùng rất là sướng ạ. Thì bên Hàn Quốc thì họ không hay sửa, chứ ở Việt Nam mình sửa tốt tù lum. Pin con này thì pin 3000, hơn 3000 nhé. Pin hơn 3000 thì có hỗ trợ sạc nhanh. Nên là các bạn yên tâm nhé. Đấy, Note 8 này, hai camera, một đèn flash, à đây, đèn flash của nó đây, hai cái, và đây là vân tay nhé. Đây. Thì nó mở rất nhiều tính năng nhé. Con này gì nhỉ, Note 8 mở rất nhiều tính năng đây. Tính năng mở khóa rất là nhiều tính năng này. Đấy. Tội gì các bạn mua sản phẩm mà 4 đến 5 triệu đời mới bây giờ. Nói chung là các bạn dùng một thời gian, thứ nhất là bán, thứ nhất là lỗ. Mà thứ hai nhất là các bạn dùng một thời gian đơ lòi ra đây. Mở khóa rất nhiều nhé, mở khóa khuôn mặt này, mống mắt này, vân tay này. Đấy, các bạn có thể là mở khóa mống mắt này. Đây mình sẽ đăng ký mở mắt cho bạn này. Nhiều tính năng lắm. Đấy. Các bạn có thể là gì nhỉ? Nói chung là mở đây, các bạn quét mắt vào đây này. Đấy, các bạn mở. Đấy, mống mắt nhé, rất là ok. Đấy, rất nhiều này. Đây. Mở khóa 3 tính năng luôn. Đấy. Nói chung là chỉ với mống mắt thì các bạn có thể là bỏ vân tay, bỏ khuôn mặt,
Nói chung trong hai mắt khuôn mặt thì bạn chỉ dùng một cái nhé, rất nhiều tính năng. Đây mình sẽ mở một mắt cho các bạn nhé. Đây. Đấy, nó mở khóa luôn, rất là ok ạ. Đấy. Nó 8 đấy ạ, màu xanh. Thì mình sẽ báo giá tình trạng từng con một nhá, để cho bạn lựa sẽ lựa chọn nhá. Và con đầu tiên thì là màu xanh này. Đấy, con này thì hình thức còn trên 90% à, màu xanh trên 90%. Mình sẽ xem con này nó bản bao nhiêu ghi các bạn nhé. Con này nó bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Đây thì mình sẽ vào coi như là cái độ phân giải nghe nhạc phim 24K cho bạn xem. Thì mình sẽ kết nối wifi để. Và tí nữa mình sẽ nói qua một tính năng một chút, xong mình sẽ nói giá cho các bạn nhé. Đấy. Nói chung với cái RAM 6GB các bạn lướt thì chạy quá là vi vu luôn. Đây các bạn có thể là vào xem phim 4K này. Đấy, các bạn xem phim 4K thì nó sẽ phải các bạn phê. Đây. K. Đấy. Đây nó thật với các bạn xem phim 4K thì khỏi phải nghĩ luôn. Cái loa quá tuyệt vời luôn. Đấy, cái loa trong thì quá tuyệt vời nhé. Đấy. Bây giờ nó hay quảng cáo YouTube, quảng cáo kinh. Đây các bạn xem phim 4K đây. Nó quá là nét luôn. Đây. Các bạn nhìn nghiêng không có độ lóa mờ gì nhá, rất là sướng, rất là phê ạ. Nó 8 mà. Lúc thời điểm nó mới ra là gần 30 triệu nên là các bạn cứ yên tâm về những sản phẩm Samsung Note 8, con cưng của Samsung nhá. Đấy, các bạn mua về các bạn khoe cho bạn bè người thân các bạn khoe mua, với mua 10 triệu thì người ta cũng tin mà. Tại vì lúc mới ra nó đắt mà. Đấy, nên là các bạn những sản phẩm mà 3-4 triệu thì các bạn mình có nên các bạn khuyên sản phẩm mua sản phẩm Samsung Note 8. Các bạn mua đời mới bây giờ dùng thời gian đơ loài xong này các bạn vứt đi thì nó lãng phí, à bán đi thì rất là rẻ nhá. Đấy, các bạn mua sản phẩm này về các bạn bán thì thật không bao giờ lỗ đâu. Thì con này tình trạng thì là màn đẹp nhá. Đấy, màn đẹp không ám nó chỉ bị lưu trữ một tí đấy thôi. Màn đẹp không ám nó chỉ bị lưu trữ một tí thôi ạ. Đây, màn đẹp nó không ám nó chỉ lưu trữ một tí đấy thôi. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000 nhá. 4.200.000 đấy ạ. Này, con này thì là màn đẹp không ám. Con này là chỉ bị lưu trữ một tí đây thôi ạ. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ. 4.200.000 sản phẩm Samsung Note 8 đấy nhá. Đấy, Note 8 nhà mình còn mỗi một, nhà mình còn một con màu xanh đấy nhá, 64GB nhá. Đấy, Note 8 này ạ. Đấy, rất là chạy nhá. Nói chung là số lượng đặt hàng bên mình thì quá là nhiều, nhiều lúc mình còn quá tải cơ. Đâm là mình không trả lời hết cái con số 1 này. Thì là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Bên mình đang bán các bạn với giá là 4 triệu này. 200k này. Đấy. Đấy. Số 1 nhá, màn đẹp không ám nhá. Chỉ bị lưu trữ một tí đây thôi ạ. Đấy. Bên mình đang bán các bạn với giá 4 triệu 200k nhá. Màu xanh này các bạn nghe nhạc thì mình sẽ bước vào nghe nhạc đây. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn có thể liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai các bạn liên hệ trực tiếp số mình. Và đặt hàng bên mình rất nhiều hình thức, thì bên mình thì có sản phẩm bên mình thì bảo hành ấy thì là có lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm. Mọi chi tiết các bạn thể gửi về cho mình là cửa hàng đấy nhá. Còn các bạn nào xa thì bên mình có ship 3 miền. Và hình thức ở xa thì các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm nhá. Đấy. Đây các bạn nghe nhạc vàng này. Hoặc là các bạn nào tin tưởng bên mình rồi ấy, các bạn lại chọn hình thức là chuyển khoản trước cũng được. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhá. Đấy, thì theo mình thì các bạn có nên mua hàng online không ấy, thì các bạn là nên mua hàng online. Thì vì các bạn mua hàng online là các bạn là người rất là cực kỳ là thông minh và thông thái. Các bạn đi shop này, shop của mình, các bạn ưng giá mình các bạn thể đặt hàng, hoặc là các bạn có thể sang shop khác nhá. Rất là ok ạ. Đấy, Note 8 4.2 triệu nhá. Con này là con số 1 nhá. Nhà mình thì còn duy nhất 5 cây thôi. Thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Đây con này con số 2. Mình sẽ luôn này. Này. Con này thì chỉ bị hơi bị ám hồng một chút thôi các bạn nhá. Đây. Hơi ám hồng một chút thôi. Bạn nào không thích nhìn thì ám các bạn thể vào mình màu đen này. Đây. Đây. Màn hình này các bạn kích vào chế độ ban đêm thì là xong. Thế lấy hết màn hình ám nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu 800k nhá. Đấy, con màu xanh này là 3 triệu 800k, con số 2 đấy. Đấy. Con này thì men zin màn zin nên các bạn yên tâm nhá. Lỗi đổ một một tuần và bảo hành 6 tháng á, số 2 này. 1 triệu này. 4 triệu. 3 triệu 8 chứ.
3.800k nhá. Đấy, số 2 là 3.800k nhá. Và con số 3, đây mình sẽ xem con này. Con số 3. Đấy. Con này thì là màn đẹp nhá. Con này thì là màn đẹp không ảm nhá. Đấy. Con này là màn đẹp không ám, bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB. Đấy, con này hình thức cũng máy trên 90% nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.800k nhé. Đấy, 4.800k đấy, con này là màn đẹp không ám nhé. 4.800k đấy. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB nhé. Đấy, 4.800k sản phẩm Samsung Note 8 nhé. Con này là bản 256GB các bạn nhé. Đấy, nên là các bạn yên tâm ạ. 256GB. Số 3 nhá là 4 triệu này. Đấy, con này thì là màn đẹp không ám ố nhá, màn đẹp không ám ố ạ. 4.800k nhá, rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy. Và cây màu đen, hôm nay nhà mình vừa mới về được hai cây màu đen xong ạ. Mình xem bộ nhớ này, hai cây này màu đen vừa to như ghi nhá. Đấy. Con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 64GB. Con này chỉ bị ảm nhẹ một chút thôi nhá. Ảm nhẹ một chút bên dưới này nhá. Đấy, con này ảm nhẹ một chút bên dưới thôi. Đấy. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 4.200k nhá. À, 4.200k, màu máy màu đen rất là đẹp đấy ạ. Máy màu đen rất là đẹp đấy các bạn nhá. Đấy, con này chỉ ảm nhẹ bên dưới thôi. Đấy, các bạn nhìn kỹ mới thấy nhá. Còn bình thường không thấy nhá. Rất ok nhá. 4.200k con đen này các bạn nhá. Thì nó tán cho mình không có nhiều đâu ạ. Số 4 này, 4.200k. Đấy. Nó 8 này nhà mình có mấy cây nhá, máy màu đen rất đẹp, đẹp trên 90% đấy ạ, rất là ok nhá. Đây, và con này thì mình sẽ xem là bao nhiêu ghi. Đấy, con này nó chỉ bị lưu trữ nhẹ thôi nhá. Con này chỉ bị lưu trữ nhẹ ở phần trên này. Đấy. Màn không ám nhá. Con này là màn đẹp không ám, cũng là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. Con này thì bên mình cũng bán cho bạn giá là 4.200k nhá. Đấy, 4.200k cho anh em nhá, lựa chọn nhá. Rất là rẻ đấy ạ, 4.200k. Đấy. Tội gì các bạn phải mua máy mới làm gì đâu. Mua máy mới bây giờ chỉ hơn 4 triệu. Các bạn dùng bọn này còn sang hơn mà bán đi lại còn lãi rất cực kỳ là nhiều ạ. Số 5 ạ. 4.000.000 này, 200k này. Đấy, nhà mình có hai con đen này đều là đồng giá là 4.200k nhá. Rất là rẻ nhá. Con này thì là màn ảm nhẹ, con này chỉ lưu trữ nhẹ thôi nhá. Đấy, rất là ok, màu đen bóng này, đẹp trên 90%, rất là đẹp đấy. Đấy. Hai con Note 8 đấy nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có 5 con Note 8 này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhanh tay liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình nhá để đặt hàng nhá, tại vì nhiều khi Zalo mình không trả lời kịp. Thì các bạn đặt lên trên Zalo lúc nào sau với những người gọi điện ạ. Cọc rồi mình gửi hàng cho các bạn, nó nhận hàng kiểm tra thanh toán thôi, rất là rẻ, rất là sướng ạ. Note 8 cho mình thì còn gần này nhá. Nhà mình nay về được hai con. Con này là iPad mini 1, mini 1 con này là 1.500.000 nhá. Mini 1 1.500.000. Con này thì là gì nhỉ? Màn hình của nó là màn hình là 7,9 inch gọi là 8 inch nhá. Trong bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 16GB nhá. iPad mini 1 đấy ạ. Pin con này là pin 5000 nhé các bạn nhé. Pin con này 5000. Hình thức là máy đẹp là 90% nhé. Con mini 1 nhà mình còn một con này, 1.500k đấy ạ. Các bạn có thể là mua về cho các em nhỏ xem phim, đọc báo, nghe nhạc rất ok ạ. Xem phim, đọc báo, nghe nhạc rất ok nhé. Mini 1 đấy ạ, 1.500k nhé. Đấy, mini 1 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm iPad mini 1 để bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Nhà mình còn muốn một tên nữa. Và đây là con mini 3. Đấy, mini 3 thì hôm nay nhà mình vừa về được con này xong. Đấy, mini 3 đấy. Đấy. Mini 3 con này nó bản 16GB nhá. Mini 3 con này nó bản 16GB ạ. Con mini 3 này sẽ có vân chân vân tay đầy đủ các bạn nhá. Này. Mini 3 sẽ có vân tay thì vân chân vân tay đầy đủ. Đấy, camera rất là sắc nét đấy ạ. Các bạn đấy. Mini 3 đây, camera trước sau như một rất là sắc nét ạ. Camera trước lại rất là nét, các bạn mua về live stream cực kỳ là tuyệt vời. Máy con này khá là đẹp nhá. Đây. Hình thức con này còn khá là ok ạ. Con này chỉ vẫn bẩn thì tôi mình chưa vệ sinh thôi. Nó chỉ bị cấn một tí đấy thôi các bạn nhá. Con này chỉ bị cấn một tí đây thôi ạ.
cấn một tí đấy các bạn nhé. Đấy, Midiva hình thức còn khá là ok. Đấy, các bạn mà đang lái xe ô tô ấy thì các bạn có thể là mua những sản phẩm này, các bạn có thể lên Google Map này. Đấy, các bạn kẹp vào xe ấy, các bạn có thể lên Google Map đây và tìm đường cho mình. Đấy, rất là rẻ đấy ạ. Các bạn có thể lên, các bạn có thể là gì nhỉ, con này là bản gì nhỉ, Wi-Fi 3G các bạn nhá. Mình quên, mình chưa nói con này có nghĩa là con Mini 1 này, con này nó bản Wi-Fi 3G nhá, Wi-Fi 4G nhá. Đây là ổ SIM nhá, con này là ổ lắp SIM này. Đấy, con này là bản Wi-Fi 4G nhá. Đấy, ví dụ mà các bạn mà ở nhà thì các bạn có thể là Wi-Fi cho các em nhỏ xem phim cũng được, hoặc là ở xa ấy, ở xa thì các bạn có thể là đi đường, các bạn có thể lắp SIM, mua một SIM vào mạng. Đấy, các bạn lắp vào đây các bạn có thể là xem Wi-Fi cũng được. Đấy, rất là ok ạ. Đây, đây các bạn có thể xem phim này. Mi 3 cái kia sướng ạ. Đây, loa rất là to. Đây, loa kép rất là sướng ạ. Cổng của nó là cổng gì nhỉ? Chân 5 6 7 8 9 10 nhá. Chân sạc. Đây. Đây. Hoặc các bạn đi đường mà lái ô tô ấy, các bạn có thể là mua sản phẩm iPad Mini 3 này. Các bạn kẹp trên ô tô. Đấy, các bạn lắp một SIM 4G nữa là đi ra đường các bạn lúc nào chỉ đường về về nhà hoặc là các bạn đi đâu đường tận nơi nhá, rất là tiện lợi nhá. Đấy. Mini 3. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu 600k nhá. 2 triệu 600k. Con này thì bị cấn một tí đấy các bạn. Đấy. Bên mình hình thức còn khá là đẹp nhá. Đấy, Mini 3 nhá. Con này thì vân chân vân tay đủ ạ. Đấy, rất là rẻ, loa cực kỳ là to ạ. Đấy, con này sẽ có cái ốp sẵn theo máy luôn nhé. Đây, ốp ra theo máy luôn ạ. Các bạn dựng lên xem phim hoặc là kẹp trên ô tô cũng rất là tiện lợi ạ. Tiện lợi lắm. Bạn nào thích sản phẩm iPad Mini 3 này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá, 2 triệu 600k, cực kỳ là rẻ nhá. Đấy, bản Wi-Fi 4G vân chân vân tay đủ các bạn nhé. Bản Wi-Fi 4G chân vân tay đủ các bạn, nên các bạn dùng ok ạ. Và đây là con tiếp theo, con Oppo A3s. A3s thì hôm nay mình vừa mình về con màu đen này, hình thức cũng khá là ok, còn 90% nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu 650k nhé. 1 triệu 650k sản phẩm Oppo A3s đấy ạ. A3s 1 triệu 650k nhé, rất là rẻ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Đây, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, màn hình thì là hơn 6 inch, tràn viền, tai trâu tai bò, pin thì là hơn 4000, nên là các bạn cứ dùng yên tâm nhé. Con này là 1 triệu 650k nhé, sản phẩm Oppo A3s đấy ạ. A3s 1 triệu 650k, rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. A3s đấy ạ. Đấy, và tiếp theo là con 6S Plus ạ. Đây là iPhone 6S Plus. Đấy. Con này là iPhone 6S Plus. Con này là bản Mỹ nhá, quốc tế Mỹ, Mỹ LLA. Con này là bản 64GB nhá. À, tất cả là tính năng bình thường, vân chân vân tay đầy đủ, tất cả đầy đủ ok hết nhá. Vỏ thì có cũ phải theo thời gian đấy ạ. Đấy. Có xước phải theo thời gian ạ. Đấy. Vỏ thì có xước phải theo thời gian. Đấy, hơi khách dùng thì cũng không được giữ cho lắm. 6S Plus 64GB nhá. Con này là tình trạng là máy bị quên mật khẩu ạ, dùng bình thường, tất cả là dùng bình thường. Chỉ mỗi quên mật khẩu iCloud đấy ạ. Đấy, chỉ mỗi quên mật khẩu iCloud. Các bạn dùng bình thường nhá. Đấy, các bạn nào về giỏi các bạn có thể là thoát được cái iCloud này cũng được. Máy dùng bình thường. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2 triệu 200k nhá. 6S Plus nhá. Con này thì là main zin, bàn main zin, màn zin. Pin mình đã thay mới cho các bạn rồi nhá, nên các bạn yên tâm nhá. Con này thì hôm nay mình vừa mới mua lại của khách xong. Pin thì còn 80%. À đâu còn 79% hay sao, 79 hay 80 ấy. Thì mình đã thay pin mới cho các bạn là 100% rồi nhá, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. 6S Plus màu trắng, hình thức thì vỏ cũ phẩy theo thời gian. Tình trạng là tất cả là bình thường. Chỉ quên mỗi mật khẩu iCloud nhá, vân chân vân tay đủ. Bản 64GB nhá. Bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2 triệu 200k. Đấy, các bạn mà mua về đi học mà chơi game, xem phim, nghe nhạc những sản phẩm iPhone 6S Plus này
các bạn dùng quá phê, quá là tuyệt vời nhé. Chỉ mỗi quên mật khẩu iCloud thôi, các bạn không chạy lại chương trình thì cũng được, cập nhật phần mềm thì thoải mái nhé. Nên các bạn yên tâm, 13.3 thì các bạn cứ để phần mềm mà dùng thôi. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6s Plus quên mật khẩu iCloud này, các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhé. 64GB nhé, 6s Plus nhé, 64GB, 2.200.000 nhé, rất là rẻ. Tội gì các bạn phải mua máy mới làm gì đâu. Đấy, và Note 5 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được hai tên. Đây, nhà mình nay vừa mới về được hai tên. Đấy, Note 5 thì hai tên. Màn hình của nó là màn hình là 5,7 inch nhé. Note 5 này là màn hình là 5,7 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K nhé. Cấu hình hai con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, hai con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, hình thức thì máy con khoảng độ 90% nhé. Hai con này thì là máy 90%. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.300.000 nhá. 2.300.000 sản phẩm là Samsung Note 5. Con này thì máy màu gray và con này thì là màu gold. Đấy, camera này Note 5, màn hình 5,7. Độ phân giải màn hình 2K. Xem phim nghe nhạc thì quá tuyệt vời ạ. Đấy, bên mình đang bán bạn giá là 2.300.000 nhá, cực kỳ là rẻ đấy ạ. Và con này là con gì nhỉ? Đây, Vinmart BBE. Vinmart BBE nhé. Đấy, Vinmart BBE đấy ạ. Con này thì là Vinmart BBE. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con Vinmart BBE này thì bên mình đang bán bạn với giá là 800.000 nhá. Vinmart BBE này 800.000 đấy ạ. Vinmart BBE 800.000 nhá. Máy đẹp như là mới luôn, khách vừa mới mua xong ạ. À. Vinmart BBE đấy nhá, 800.000 nhá. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB nhá. Dùng rất là phê, rất là sướng ạ. Vinmart BBE này 800.000, cực kỳ là rẻ nhá. Và đây là con Vivo, con này là Vivo i81i nhá. Vivo i81i. Màn hình thì là hơn 6 inch, tràn viền tay thỏ tay chuột đấy ạ. Thì con này thì là gì nhỉ? Cái khác con này là RAM này. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.550.000 nhá. 1.550.000. Con Vivo i81i. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB nhá. Đấy, 1.550.000. Màn hình thì là hơn 6 inch đấy ạ. Tràn viền tai trâu tai bò đấy ạ. Đấy. Rất là ok nhá. Vivo đấy. Và con cuối cùng là con này là con gì nhỉ? Con này là con Mattel nhá. Con này là Mattel. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.200.000 nhá. Con Mattel này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Màn hình của nó rất là đẹp đấy ạ. Đấy, màn hình AMOLED này, rất là đẹp đấy. Con Mattel này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.200.000 nhá. Đây. Màn hình cực kỳ là to đấy ạ. Đấy, Mattel này. Các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân rất là tuyệt vời. Con này là chạy Android gốc này. Đây là Android gốc, các bạn dùng cực kỳ là phê. Mattel này. 1.200.000 cho các bạn nhá. Và hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn thôi. Và iPad thì các bạn thích sản phẩm nào, các bạn ưng sản phẩm nào mình thì mình tất cả mình sẽ báo giá trực tiếp cho các bạn rồi. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để đặt hàng, và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn ở gần có thể là qua trực tiếp cửa hàng của mình. Và ở xa thì bên mình có ship ba miền, Hà Nội thì mình có ship trong ngày nên các bạn yên tâm nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm ạ. Mọi trục trặc các bạn thể gửi về trực tiếp cửa hàng của mình nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và mai đồng một đầu tháng rồi, thì chúc các bạn là một tháng mới cũng như là tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Công việc thì luôn luôn thuận lợi ạ. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai nhá.